Đến giao hàng như Trophy Life, một shipper ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị vợ chồng người nhận hàng sử dụng hung khí đánh gãy cả hai tay, khiến cho dư luận bất bình. Nam shipper tên Lâm Anh Đạt, 24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, đang điều trị thương tật tại Bệnh viện Quân y C-17, thành phố Đà Nẵng. Do vết thương quá nặng, anh Đạt cần điều trị lâu dài tại bệnh viện. Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 17 tháng 2, anh Đạt ghé nhà ông Trương Đình Nhạc ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Tuy nhiên, ông Nhạc không nhận hàng. Anh Đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạc trao đổi với người bán. Sau đó, anh Đạt nói ông Nhạc nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để anh giao lại nơi anh làm việc, hoàn chuyển trả đơn hàng về cho người bán. Lúc này, ông Nhạc đá mạnh vào người anh Đạt rồi dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình bông đập vào đầu anh. Bức xúc vì vô cớ bị ông Nhạc đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ. Khi đó, ông Nhạc hô lớn, người vợ chạy ra kéo cửa cổng, sau đó chồng dùng tuyếp sắt, vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh shipper. Anh Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Thấy chấn thương ở tay khá nặng, người thân đã đưa anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C-17, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Tại đây, bác sĩ thông báo cả hai cánh tay bị gãy nhiều đoạn nên sẽ mổ sắp lại xương và cố định lại phần xương bị gãy. Vào sáng ngày 19 tháng 2, lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa cho biết cơ quan công an đã triệu tập vợ chồng ông Trương Đình Nhạc, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa để làm việc. Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Nhạc đã thừa nhận hành vi đánh shipper bằng tuyếp sắt và ghế inox. Trong khi đó, theo một lãnh đạo xã Nghĩa Lâm, nơi ông Trương Đình Nhạc cư trú, ông này là người có quan hệ xã hội rất phức tạp. Việc ông Nhạc hành xử côn đồ đánh người shipper gãy hai tay không khiến cho nhiều người dân địa phương bất ngờ.